cái ngôn từ và những cái phát ngôn của em nó vẫn vậy, chỉ là nó nâng cấp lên một cái gọi là một cái tinh hoa mới của cái việc gọi là chém gió hay là bốc phét lên một cái tầm cao mới trên mạng xã hội. Thì mọi người vẫn biết là cái mỏ hỗn của em nó không bao giờ tu được đâu, nó không tu được cái miệng mai âm nhạc đâu, nó thật là không bao giờ tu được. Nhưng mà nói chung là mình vẫn vậy thôi. Mọi người có xem cái podcast này thì hãy luôn nhớ rằng mai âm nhạc vẫn luôn ở đây, I'm here always beside you, luôn bên cạnh các bạn với một cái tinh thần rất là tích cực. Cái cốt lõi duy nhất mà em muốn mang đến mọi người đó là sự tích cực. Tích cực của cơ thể, tích cực nó là một cái bản sắc duy nhất và một cái bản sắc rõ ràng nhất. Mọi người nhìn về em và em nhìn về bản thân em cũng là như vậy, đó là tích cực. Chắc chắn là em sẽ có những thành công nhất định và chắc chắn là em cũng sẽ có những vấp ngã nhất định. Thì từ đó đến điểm này em thấy một Mai có bị mờ dần bản sắc không? Em không, em cảm thấy hạnh phúc khi với Mai âm nhạc của mỗi ngày. Em cảm thấy hạnh phúc vì mình được làm những, mình đang được dần làm được những cái thứ mà mình đang muốn. Chứ nếu em vẫn còn giữ em của ngày xưa ấy thì em cảm thấy em bị gồng. Gồng á? Vâng, em cảm thấy bị gồng và em cảm thấy được là tại sao một người... Hay là giờ Mai đã dịu dàng hơn xưa? Không phải, là em ở ngoài em vẫn thế thôi, anh yên tâm. Cái đó là em nghĩ thế thôi. Không. Chứ bạn bè của nó, ô Mai bây giờ đã trưởng thành, đã dịu dàng hơn xưa. À không anh ơi, bạn bè em là tránh xa em. Ủa? Vì là... càng ngày em càng ghê gớm hơn. À, vâng. Ủa? Cái sự hỗn của em nó lên một cái level mới. Ok. Thế thì không phải, em vẫn giữ tính cách thế thôi, chẳng qua là em sẽ làm việc chỉnh chu hơn, có kế hoạch hơn. Và em sẽ có những cái bước đi khác hơn, nói chung là một cái hình ảnh khác, nó không còn như kiểu hồi xưa là mình thích làm gì mình làm, mình thích đăng cái gì mình đăng lên luôn. Ví dụ hồi xưa những cái content của em ấy là em nghĩ ra là em đăng lên luôn, không bao giờ có chuyện em lên một cái kế hoạch là mình phải làm cái này cái kia đâu. Nhưng mà bây giờ em muốn là những content của em nó sẽ vào một cái quy củ hơn, nó sẽ theo thứ tự, nó sẽ vào một cái kịch bản, nó có một cái kịch bản riêng của nó. Nó sẽ lên nó làm một cái cách... gì coi trong cục bản có hơi bị sắp xếp quá không? Không, nó không sắp xếp, nó vẫn là em thôi. Nhưng mà ý là nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Mọi người sẽ thấy một là cái em làm hay là có một đội ngũ làm cho em? Thường trước giờ em tự làm hết. Đến bây giờ em vẫn tự làm, đôi khi nhiều khi cảm thấy thế, cái đó là một cái sự vất vả. Nhưng mà đó, đấy anh nói đấy, như em nói đấy, hôm nay là cái bản khủng hoảng bản sắc đúng không? Thì em thấy được cái việc là tự làm một mình ấy, nó là một cái việc khiến cho mình dễ dàng hơn trong cái việc đi tìm cái bản sắc của mình. Đấy, nó là cái việc đấy. Cho nên là nhiều khi cái sự vất vả ấy, nói chung là áp lực tạo nên kim chỉ của mọi người. Áp lực tạo nên kim cương. Đấy thì mình cảm thấy được là nếu như mà bạn đang gặp một cái vất vả và khó khăn gì đấy trên sự nghiệp của bạn thì đó chính là một cái bước đường đúng đắn. Dạ. Nhưng mà cho anh hỏi nhá, Mai trong quá trình đi tìm bản sắc em có nhìn vào một cái biểu tượng nào không? Biểu tượng nhỉ? Ví dụ như là một người nào đó em lý tưởng mình sẽ là một người như vậy, mẹ mình hay là một ca sĩ nào đó hay là một người nào đó? Người nói thật là nếu mà để nói về em có nhiều idol lắm. Idol ấy, nhưng anh cũng là idol của em này. Nói chung là mỗi người em sẽ tìm ra một điểm tốt của họ để có thể em follow theo. Từ đấy em sẽ lọc ra mỗi người một điểm. Ví dụ như là anh Jun ở đây thì là rất là phong cách của anh rất là vintage, rất là retro, để em sẽ học anh một ít này. Style đó, cũ kỹ, đồ hả? Cũ kỹ đồ đó, cái gọi cũ kỹ đấy. Rồi em học anh một tí. Còn đấy, cái việc mà em học mấy con mèo này anh một tí. Em hỏi cái con mèo nha luôn. Vâng, cái sự gọi là cái sự trầm kha đồ. Trầm kha. Đùa chứ, nói chung là vạn vật trên thế giới này em đều tìm ra được một cái gì đó tốt đẹp để em có thể học theo và em gom nó lại thành một cái đống để em tạo nên một phiên bản tốt hơn của Mai. Chắc chắn rồi, hồi xưa thì mình hay có cái là hình tượng của mình là ai, mình sẽ cố gắng y chang người đó. Nhưng mà đây là một cái thời đại nó thay đổi và nó bùng nổ nhiều thứ. Vâng, đúng rồi. Mình được nhìn ngắm nhiều hình ảnh hơn trên các mạng xã hội. Vâng. Mà như cái thời anh em mình hồi bé là anh em mình cũng sẽ có những cái idol nhất định. Kiểu như là nhắc đến những người này là wow, đúng là một cái hình tượng, đúng là một cái tượng đài. Đúng mày rồi. Cũng thế, tao cũng thế, nói chung là anh cũng thế và em cũng thế. Đúng. Nhưng mà đến bây giờ thì mỗi bạn đều có một cái tượng đài riêng rồi. Nói chung là bây giờ idol xuất hiện rất là nhiều luôn ấy. Rất là không nhiều. Không nhớ nổi. Rồi, không nhớ nổi luôn ấy mọi người. Vâng. Thường á là con gái đi. Con gái thì trong vô thức một ngày nào đó sẽ giống mẹ mình. Em có nghĩ bây giờ Mai đang trong một cái thời gian đang đi tìm bản sắc, mặc dù là cũng sắp đạt thành rồi đấy. Nhưng mà cũng chính em nói là nó cũng đang ở cái mức là em đang đi lựa tùm lum tùm la. Nhưng mà thường á, câu chuyện em nhớ không? Thường là một cái một cuộc hành trình của một ai đó trong một bộ phim, đi một vòng thì cũng quay về nhà thôi. Vâng. Em có bao giờ nghĩ là tới một lúc em đi tìm mỏi mệt quá, hóa ra cái hình tượng mà quan trọng nhất mà quen thuộc nhất vẫn là mẹ mình không? Thì ồ, đâu đây? Ủa? Cô ấy đang cưỡi mình phía sau, chính là cô ấy, hình tượng của cô ấy. Là cô ấy? Là bản sắc của em á.
là mẹ mình. Là mẹ mình đó. My mom. Nếu như mà mẹ có xem chương trình này thì mẹ hãy luôn nhớ rằng mẹ đẻ ra con, mẹ là người sinh thành ra con. Nhưng mà những cái điểm nào mà mẹ không tốt nhá, mà những cái điểm yếu và những điểm xấu mẹ không bao giờ con làm theo đâu. Em có nghĩ gì không? Có, nhưng mà em rất là tự hào khi có những điểm mà em giống mẹ em. Ví dụ như là vâng. Thẳng tính. Là rất thẳng tính, rất là chân thành thẳng tính. Rất là có gu nha. Bởi vì mẹ em là một thợ may, em rất là tự hào về bản thân khi mà em được, nói chung là từ trong bụng mẹ em đã cảm thấy được là em đã, mắt em đã lốm đốm với cái họa tiết da báo rồi đấy. Thật đúng không? Là đẻ ra cái mẹ em lại luôn mà bảo là mày phải tin tao. Cái họa tiết da báo là nó không bao giờ nó gọi là bị lỗi mốt. Đúng. Da báo không bao giờ lỗi mốt, riêng hai cái màu đen với màu trắng là không bao giờ lỗi mốt. Và bây giờ mày còn mệnh kim nữa thì mày mệnh thủy nữa thì mày phải là dùng những cái màu của mệnh kim để nó kim nó độ cho thủy. Mẹ em ngày nào mẹ cũng thế. Đi thi nhá. Mày mặc áo trắng cho tao. Thì tốt nhất là đồng phục áo trắng. Mày mặc áo trắng cho tao luôn luôn mặc đồng phục nhá. Đi thi mà mặc áo trắng. Thì em cứ nghe mẹ những cái bài học ấy. Những bài học về bản thân ấy, về chăm chút bản thân mình ấy. Hay những cái mà mẹ em đã trải qua cuộc sống mẹ em hay đều truyền dạy lại cho em. Nói chung là khi nào mà em đạt đến cái độ tuổi nào của mẹ em đã từng trải qua hồi xưa rồi thì mẹ em đã mang đến những cái trải nghiệm và bài học đó. Thì mẹ em có nói là mày cứ nói là mày không muốn giống tao đi, vậy sao mày lại giống tao? Như tao ấy, tao không nói là không bao giờ tao giống bà ngoại. Bây giờ tao giống y hệt bà ngoại. Không, anh nói thật á. Tại vì biết sao Jun đã nói vậy mọi người. Jun lúc mà 13, 14 tuổi á, cũng loay hoay như mọi người thôi. Không phải là Gen Z đâu em. Anh nghĩ là bất cứ độ tuổi nào mà ở tuổi vậy thì là cũng loay hoay. Bây giờ mình làm sao mình bản sắc đây, mình có bản sắc mình là gì không, mà cá tính mình là gì, mình yêu thích cái gì. Nhìn qua nhìn lại, bố mình mẹ mình tối ngày tiểu thương ở ngoài chợ bụng bề. Không, mình không thể nào như vậy được. Mình không thể nào mà đi chở hàng. Mình đúng không rồi. Thể nào mà vất vả gì được. Nhưng mà giờ thiệt sự bây giờ mà kêu mà Jun nghĩ lại thì đã qua cái thời đi kiếm bản sắc rồi đấy, hiểu không? Thì Jun mới nhìn lại bản thân. Ủa? Bố mình nguyên một cái bản sao y chang. Bố Jun là một người hát rất là hay, biết đàn, hài hước, retro vintage. Mà còn làm văn nữa nha. Làm văn thơ và nói chung là tôi thấy không có cái gì mà Jun không giống bố hết trơn. Vâng, thế bây giờ anh là có khác mỗi bố làm thơ nên bây giờ anh làm phiền đúng không? Đâu, em cũng làm thơ đấy, em không biết. Anh chơi vần với em mà. Anh làm lũng. Nói chung là mình anh nghĩ đúng rồi, nhưng mà những cái key ấy, những cái highlight của bố mẹ ấy, thì mình sẽ được thừa hưởng ở đó. Mình cứ nghĩ là mình đang loay hoay đi tìm ở bên ngoài mọi người. Thật ra nãy mình nói là mình đi tìm bên trong. Nếu mình lỡ mà mình đi tìm bên trong khó quá thì mình hãy tìm bên ngoài một lần nữa. Nhưng mà không phải là ở ngoài thế giới kia mà ở ngoài trong nhà mình thôi. Vâng. Mình sẽ thấy là cỡ nào mình cũng sẽ có một cái gen nào đó. Đúng. Ngoài cái gen Z ra thì mình còn có cái gen của bố mẹ nữa. Đúng. Và chắc chắn là mình sẽ thừa hưởng ở họ một chút gì đó. Vâng. Một chút gì đó. Không phải là những cái tài năng mà khủng khiếp thì cũng sẽ có một cái cá tính nào đó. Đúng.